Đây là đoàn ngư dân có số lượng lớn nhất từ trước tới nay được Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia phối hợp cùng với các cơ quan chức năng của bạn đưa về nước. Các ngư dân này quê ở nhiều địa phương khác nhau, nhưng chủ yếu là đi trên các tàu cá của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bị bắt tại các vùng biển của Indonesia trong thời gian vừa qua. Theo Đại sứ quán Việt Nam, thời gian qua, Đại sứ quán đã nỗ lực hết sức để tập trung cho công tác bảo hộ công dân. Đây là nhóm ngư dân mà có số lượng lớn nhất từ trước đến nay được Đại sứ quán phối hợp cùng với các cơ quan chức năng của bạn đưa về nước. Thì các ngư dân này quê ở nhiều địa phương khác nhau, nhưng mà chủ yếu là đi trên các tàu cá của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bị bắt tại vùng biển của Indonesia trong thời gian vừa qua. Trong thời gian vừa qua, Đại sứ quán đã phải nỗ lực hết sức để tập trung cho công tác bảo hộ công dân do số lượng ngư dân bị bắt tại Indonesia tăng đột biến. Theo các ngư dân, trong thời gian bị giam giữ, họ đã được phía Indonesia đối xử nhân đạo. Để đến được sân bay quốc tế Jakarta và làm các thủ tục xuất cảnh về Việt Nam, các ngư dân này phải bay 3 chặng bay nội địa do địa điểm giam giữ ở cách xa thủ đô Jakarta.